kênh YouTube Rồi Xưa Là Nguyên kính chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trong mọi miền tổ quốc nha. Tiếp tục đến với clip mới hôm nay, anh Lợi cũng vừa sưu tầm một số đồ gốm rất là đẹp, cũng như là bàn ghế gỗ mung, các loại gỗ quý trên thị trường hiện nay nha bà con. Mến chào anh Lợi. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Tiếp tục clip mới ngày hôm nay thì em cũng có sưu tầm về một số đồ gốm Nam Bộ xưa nha bà con. Và có bộ bàn gỗ mung rất là đẹp, và một số tranh cũng như và bàn tủ các loại để giới thiệu với bà con của mình. Qua số điện thoại em là 0772 8772 78, thì em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ cửa hàng em trong những thời gian vừa qua nha. Thì đầu tiên mã số đầu tiên 1L, em có một cặp đôn voi khá là đẹp nha bà con, tuổi đời khá là già. Đôn voi này bà con mình xem nha, chất liệu gốm này là gốm của nó là gốm lá thiêu nha, một cái loại gốm là nổi tiếng của Nam Bộ mình từ xưa đến nay luôn nha. Tuổi đời cặp này không dứ là 8-90 năm nha bà con, từ 7-80 năm trở lên nha. Cái nào sâu em báo sâu tuổi cho bà con mình, về bà con mình cứ kiểm tra hàng, test hàng, thẩm định hàng thoải mái nha. Trên mặt đôn là cũng hư, đôn này là loại đôn lớn, là loại to luôn đó nha bà con. Nó lên màu da quy hết rồi nè, cái này là da quy theo tự nhiên nha. Bà con mình xem sơ qua cảm nhận giúp em nha. Đôn thì có cái chiều cao tổng em đo lên tới là 74, mặt đôn là chiều dài của nó 41 nha, chiều ngang của mặt đôn này lên tới 34 lần. Chú voi này thì tổng cái chiều dài của nó lên tới là phủ bì luôn là 70. Khá là nặng, cặp voi này nếu mà em độ trên nặng khoảng trên 100kg nha bà con. Mỗi một con thế này là từ chắc khoảng 50-60kg trở lên á. Đây bà con mình xem sơ qua giúp em nha. Màu men nó lên da quy gặn da quy hết rồi nè. Bà con mình xem rất là lớn, có loại đôn đại á. Đây loại voi lớn voi đại nha bà con. Mặt cuốn thư. Hàng này thì nói chung thì nó không có bị mà nứt hay là bể chỗ nào nha, hay là mẻ chỗ nào hết nha bà con. Chủ yếu là cái màu sơn á và cái men của nó lên gạn da quy theo thời gian thôi. Nó còn hoàn toàn thì nó lành lặn, không bị bể hoặc là có xử lý gì hết nha. Nguyên ghim của nó, nguyên thủy của nó luôn. Nó khá là già, cặp đôn này nói chung rất là già, hàng lái thiêu. Rất là đẹp luôn đó nha. Bà con mình có sưu tầm những cái mặt hàng gốm mà lá thiêu hay biên hòa, mình có thể cảm nhận, mình xem, mình cũng tìm hiểu được ra nha. Khá là đẹp. Mặt cuốn thư quả đào. Cặp đôn voi này em giao lưu cho bà con mình có giá là 22 triệu nha. Bên em bao ship cho bà con mình là toàn quốc. Cặp này em độ chắc khoảng nó nặng trên 100kg á, rất là nặng. Hàng này em bao chuẩn hàng xưa đó nha. Và đây nè, mã số 2L, một cặp đôn cũng khá đẹp nữa nè. Bà con mình xem. Cái tích là người ta đều là đắp nổi hết, đắp thủ công từ chi tiết một đó nha. Đây hàng này cũng là hàng lá thiêu luôn nha bà con. Đôn này cũng lá thiêu xưa luôn á. Thấy hàng này tuổi đời thì bà con mình xem mà mình cảm nhận cũng biết rồi, không dưới 7-80 năm. Còn những cái hàng gần đây mình xem mà mình cảm nhận rất là dễ. Cái lối ngày xưa người ta làm rất là đẹp nha. Thủ công nó không phải như là theo cái mà chi tiết mà đứng đường máy. Đôn này chiều cao em đo tổng là 73, mặt đôn có đường kính, mặt đôn tròn có đường kính là 34 lần nha, 34. Bà con mình xem nha, cái này là một cái tích người ta đắp nổi là anh hùng tương ngộ, với những cái đó hoa sen là chi tiết nhỏ thôi nè. Cái này nó rất là khó nha, rất là khó để người ta đắp nắng lên. Những cái chi tiết như thế này, nhưng mà đặc biệt con cá thì hàng nó không có bị mà gãy mẻ gì hết á. Cái này là tứ linh luôn á nha bà con. Nó rất là hiếm, rất là ít mà vụ mà là... bị bể gãy mẻ nha bà con. Đây. Bà con mình xem nè nha, khá đẹp. Hàng thì em bao lành lặn liền lạc hết, không có lỗi chỗ nào, cứ yên tâm. Cực kỳ đẹp ha. Đây, con mình xem nha. Sau này là người ta đắp hình đây là một chim phượng hoàng. Đúng rồi, chim phượng hoàng tương ngọn rất đẹp nha bà con. Cái này là chim công hoa phù dung á, một mặt là chim công hoa phù dung nè, còn một mặt đó là bà con mình xem mặt phía sau là một cái tích anh hùng tương ngộ. Bà con mình xem nha, lành lặn liền lạc hết nha bà con. Thi theo thời gian 5 tháng được nha, nhưng mà những cái chi tiết nhỏ nhăm nhăm nhưng không thành vấn đề nha, vì hàng này hàng xưa theo thời gian. Cặp này em giao lưu với bà con của mình là giá 19 triệu đồng nha. Đôi này nói chung cũng khá nặng nha bà con. Một cặp này thì cũng khoảng 60-70kg vậy đó. Cái này hàng kỹ thuật rất là cao nha bà con. Đây. Làm rất khó ha. Khá đẹp luôn. Không có xử lý bất cứ vấn đề gì hết nha. Nguyên thủy ghi của nó luôn. Bà con mình có nhu cầu kết bạn qua Zalo, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho bà con mình xem kỹ thôi nha. Rồi đến với mã tiếp theo là số 3L, là một cặp đôn bên dưới á, là đôn chân sư tử. Bà con mình xem nha. Đôn này thì hàng này là gốm biên hòa. Em giới thiệu cặp đôn bên dưới trước nha, còn bình thì nó gời nha bà con, nó lẻ nha, nó riêng ra. Chiều cao cái đôn là em đo 58, và đường kính cái mặt đôn thế này là lên tới 33. Anh dở cái bình cho bà con coi cái mặt đó nha. Đây bà con mình xem nha, cái mặt của cái đôn này là những cái bảo bối nha.
đó, bảo bối nè, hoặc qua tiêu á, khá đẹp đó. Bà con mình xem nha, chân á, bà con mình xem chân sư tử đó, sư tử đập trái châu hết đây đó. Hàng này là hàng thập niên nha bà con, đôn bên dưới thập niên 70-80 á, từ 70-80 á nha, khá đẹp, hàng lành lặn hết, không có lỗi lầm. Cặp đôn này 4 chân nha, đó, đôn chân sư tử này em giao lưu cho bà con mình có giá là 7 triệu đồng cặp đôn này nha. Đó, còn ở trên này mã tiếp theo là một cặp bình Phước Lộc Thọ nè, mã số 4L nha bà con. Đó, bà con mình xem bình khá đẹp luôn á. Bình này là men hai da, chiều cao của bình em đo lên tới 55 nha, miệng đường kính là 20, và cái hoành bụng này nè, hoành bụng này của nó lên tới 102. Đó, Phước Lộc Thọ nha, đắp nổi đây. Nó có những cái mặt đầu dâu ở trên nữa nè, khá là đẹp. Đó, màu men theo thời gian. Đó, chôn đế này nha, đó, chôn đế của nó đây. Hàng này nói chung là cũng là hàng thập niên 70-80 thôi nha bà con. Ở tầm khoảng đó 70-80-90 á, gốm Biên Hòa. Đó, cặp bình này em giao lưu cho bà con mình Phước Lộc Thọ nha, có giá là 5,8 triệu một đôi này nha. Đó, em bao ship cho bà con mình là toàn quốc luôn, hàng vuốt tay hết nha, vuốt tay vẽ tay và khắc nổi. Rồi đến với mã số 7 là một cặp ché. Đây, một cặp ché gốm Biên Hòa cũng rất là đẹp luôn, bà con mình xem nè. Đó, cái tích á, bà con mình xem nha, người ta làm là những cái hoa sen. Đó, đây bà con mình xem nha, lành lặn hết. Chiều cao của ché này em đo lên tới 58 lần nha, hoành bụng này của nó lên tới là 108, hoành bụng 108 nha. Ở hàng này nói chung thì bà con mình xem không bị nứt mẻ hay tóc gió gì hết, lành tích lành lặn liền lạc hết. Đó, đây bà con mình xem cái đế này nha, đó, một đôi này của nó là bà con mình xem đế nha. Đó, màu xanh rất là đẹp, màu xanh lá cây. Đó, bà con xem ngoài to lắm nha bà con, ché này bên ngoài to lớn lắm nha. Đó, nó cũng tuổi đời nó khoảng chừng là 40-50 năm á. Cặp này giá vô luôn là 7 triệu nha, 7 triệu đồng, bao ship toàn quốc cho bà con mình nha. Và mã tiếp theo là số 6L, em có một cái chiếc bình cũng khá đẹp đó nè. Đây bà con mình xem nha, một cái bình dạng hình rồng, nắp là nắp nghe nha. Đó, có hai quai luôn, dạng bình trà lớn á. Bình này tổng chiều cao em đo lên tới là 56 luôn nha. Chiều dài này của nó là 49. À, dài tới 49 lần. Hoành bụng này của nó nè lên tới là 96. Đó, hàng lành tích liền lạc nha, không có nứt bể hay tóc gió gì hết. Đó, hàng gốm Biên Hòa này tuổi đời thập niên của nó 70-80 á. Đây 70-80-90 nha bà con, nằm khoảng thời gian đó nha. Đó, nói chung là hàng là tuổi đó thì nó khoảng hàng cũ thôi, chứ không phải cổ hồi xưa nha. Đó, 30-40 năm nó tạm gọi là hàng cũ thôi. Đó, rất là đẹp. Chiếc bình này em giao lưu với bà con mình có giá là 3,8 triệu nha, 3,8 triệu đồng, bao cú ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Quẻ hình nguyên hình một con rồng quấn quanh bình, còn miệng là miệng hình giống như là cũng là một con rồng luôn á, bà con mình xem khá là đẹp. Rồi đến với mã tiếp theo số 7. Số 7 này thì em có một cái bộ bàn nè, bộ bàn khá đẹp và giá trị nha bà con. Đó, bộ này chất liệu của nó là gỗ mun Việt mình luôn nha. Hàng này cũng có tuổi đời nha, nó tới là 2-4-6 cái ghế đơn nè. Đó, 6 cái ghế đơn và nó 3 cái đôn mà một cái bàn, tổng cộng tới 10 món lần. Đó, bà con mình xem luôn thì bà con mình xem nha. Loại gỗ quý hiếm của Việt Nam mình rất là xưa nay nha bà con. Đó, hàng này nói chung là hàng là tuổi đời khoảng 50-60 năm trở lên cho cái bộ này nha. Nói chung thì được vệ sinh sạch sẽ thôi, gỗ thì mộc mạc của nó thì còn nguyên zin của nó. Đó, thì em sẽ đo từng cái món chi tiết em báo bà con của mình nha. Chỗ nào không gõ kết bạn Zalo. Bà con mình có nhu cầu nhớ những sản phẩm gì liên hệ, chụp lại màn hình giúp em sẽ tư vấn thêm nha. Đôn thì em có một cặp đôn này, em đo là chiều cao của nó là lên tới 48. Mặt đôn có cái đường kính vuông là 38 nha. Đó, mỗi cái chân có chiều ngang của nó thì lên tới là 8 phân. Nó 8 phân nha bà con, khá là đẹp. Dỡ mặt gỗ bên trong cho bà con mình xem. Đây nguyên con mun nó rất là nặng, rất là dày. Đó, mặt bên trong bên ngoài nè. Cái mà bà con mình xem những cái đường vân của nó đều là vân tự nhiên hết nè. Đó, rất là đẹp nha, rất là dày và nặng. Đó, một đôi của nó thì như nhau, kích thước như nhau. Đó, còn bàn lớn nè, em đo cho bà con mình luôn. Chiều cao cái bàn này á, lên tới là 53. Chiều ngang cái bàn như thế này là lên tới là 74 nha. Tổng cái chiều dài của cái bàn là nó 144. Đó, dài lên tới 144 lần nha. Ốc này là ốc theo thời gian nha bà con. Đó, ốc nhà ba chầu theo thời gian nha. Có những cái vị trí nó bị mắc ốc nè. Đó, bà con mình có nhu cầu giao lưu bộ này thì em sẽ cho thợ họ cẩn lại cho bà con mình. Đó, những cái chỗ mà bị mắc nhiều á. Còn mà ít quá thì em không cẩn nha. Còn chỗ nào nhiều thì em sẽ cho thợ họ cẩn cho bà con mình luôn. Đây bàn bà con mình xem nè. Đó, mặt quăng bên trong bên ngoài đều là quăng tự nhiên của nó hết.
đó. Hàng này là nói chung em bao chuẩn tuổi đời bà con của mình không dưới là 60-70 năm đó, bà con mình xem nha, khá là đẹp. Còn một cái đôn của nó là đôn cặp bên của nó giống như là một cái bàn kẹp theo luôn á. Để đại chiều cao cái đôn này thì em đo nó lên tới là 52 nha, đường kính mặt đôn vuông này rất là to, nó tới 74 lần đó. Bà con mình sưu tầm cái bộ này có nhu cầu thì em sẽ cho thợ họ sơn họ đóng lại là hoàn toàn hết cho bà con mình, họ về để bà con mình xài mình sử dụng luôn đó. Bà con mình xem nha, không thì không cần thì em để nguyên thủy đó. Bà con mình xem ghế của nó nè, ghế rất là dày và nặng nha. Chiều cao mỗi cái ghế thế này em đo nó lên tới là 106, chiều ngang cái phần tựa lưng ghế là 78 nha. Còn chiều ngang hai cái tay phủ bì này em đo lên tới là 70 đó. Sâu của ghế lọt lòng ra như thế này em đo là 49 rồi nha, từ mặt đất lên vị trí mình ngồi là nó 40, nó 39 đó. 6 cái ghế đơn như thế này kích thước đều như nhau hết nha đó. Cái hoành tay thế này em đo cho bà con mình hình dung ở đường tham khảo luôn, nó lên tới là 26 nha. Ở hoành tay 26, chân còn bài ngang cái tay này là 8 phân nha, tay này ngang 8 phân. Đó, bà con mình xem cái này khá là dày và nặng nha. Đó, dày và nặng lắm. Đó, bà con mình xem nè. Phân gỗ bên trong này nha bà con. Cái này ngày xưa người ta chạm đục chung đơn giản đơn sơ, không cần cầu kỳ, không quá lịch lạp nha bà con. Đó. Mặt sau lưng nó cũng sạch sẽ làm tích luôn nha, liền lặng cho bà con mình. Đó, quăng bà con mình xem nha, mung siêu quăng luôn á. Đó, chuẩn bà con mình là chuẩn mung Việt mình luôn nha, chuẩn cho bà con mình hàng mung Việt. Hàng này em giao lưu á, nói chung hàng giá trị thì em bao bà con mình về kiểm tra hàng cho thợ thầy họ lại đến kiểm tra luôn nha, họ test kiểm tra hàng à, đúng mẫu mung đúng mung Việt mình thì bà con mình nhận giúp em. Còn những cái vấn đề lỗi nhỏ chút đỉnh á, thì cái vấn đề lỗi như ốc chút xíu nè thì cái này nó không ảnh hưởng được cái giá trị của cái bộ vàng này nha. Tổng cộng lên tới 10 món, bộ này em giao lưu với bà con mình có giá là 95 triệu nha bà con, 10 món nha, 95 triệu bên em bao cái ship cho bà con mình là toàn quốc nha. Đó, nếu bà con mình có nhu cầu đánh bóng làm bóng loại bên em là sẽ là làm vệ sinh sạch sẽ hết cho bà con của mình luôn nha. Mã tiếp theo số 8 á, em có một cái bộ tranh tứ bình hoặc gọi là bộ tranh cổ đồ nha. Tranh này cũng là gỗ gõ nè, ốc là ốc phải màu xanh lục rất là đẹp nha bà con. Ở trên là cẳng bắc tiên. Đó, tứ bình tứ quý á bà con mình xem nha. Đó, chiều cao á của mỗi bức như thế này em đo nó lên tới là 117. Chiều ngang mỗi bức lên tới là 28 rồi nha. Độ dày khung tranh này là 3 phân, tấm giữa là một lá liền. Đó, ốc thì bà con mình xem khá là đẹp nha, bên ngoài ốc này nói chung đầy đủ màu, chuẩn màu hết á. Bộ tranh này nói chung là cũng hàng vài chục năm, đó, tầm 30-40 năm nha. Đó, khá là đẹp luôn nha bà con. Những cái tích cổ đồ bên dưới nè, tứ bình bên dưới nè, mình xem qua màn hình mình cảm nhận được nha. Đó, nhiều khi em quay màn hình ốc thì nó bị già ánh đèn thôi. Dán sau lưng mặt một miếng giữa này nha. Đó, bộ này khá nặng, em giao luôn cho bà con mình 4 tấm này có giá là 9 triệu rưỡi bao cái ship toàn quốc nha, 9.500.000 đồng. Họ hàng đến nơi kiểm tra hàng đúng chất lượng, bà con mình nhận có vấn đề gì liên hệ số điện thoại bên em sẽ tư vấn hỗ trợ thêm. Mã số 9 thì em có hai cây tủ nè, nó hình bầu chồng cung bầu dục, hoặc là mình để nguyên như thế này, hoặc là mình có thể tách rời hai cây đó, để bà con mình để những cái góc mà chữ A của vách tường á, trưng bày đồ nó rất là hợp lý luôn nha bà con. Cái này khá đẹp nha, cái này nó hai cây đó nha. À, hai cây gấp lại á, chiều cao á, tới đỉnh mão này thì em đo lên tới 114 đó, 114 nha. Còn chiều ngang của mỗi cây như thế này thì nó khoảng là 95 thôi, chiều ngang khoảng 95 nha. Cái độ gốc của nó ra chữ A 60, còn nếu mà tổng hai cây luôn, hai cây cái chiều ngang dài thế này là 120 lần nha. Đó, 120. Ốc thì bà con mình xem vàng chanh rất là đẹp, ở ốc là không chê vào đâu được nha bà con. Đó, mình thích thì mình để chung một cặp rồi là dính nhau, không thích thì mình để gời. Đây tủ mình mở bên trong nè bà con mình xem luôn nè, sạch sẽ rồi nha. Đó, kiểu dáng mấy cái hình mà người ta làm mấy cái tủ bầu vòng cung là nói chung nó rất là khó hơn là những cái cây mà mình đi đường trường nó thẳng nha bà con. Đó, cho nên giá trị nó cũng tương đối, thôi bà con mình xem nha, nó khá đẹp. Cửa mở bên trên đó nè, vách trong là vách rổ luôn đó nha. Mặt thì mặt hai trên này để đồ mặt kính. Đó, mẫu bà con mình xem qua lá tay. Cái này thì bà con mình xem nha, hai cây mình muốn để gời hoặc là mình để chung thì mình để nha. Đó, bà con mình xem giúp em nha. Đó, khá đẹp, cái này mình để vào góc chữ A để góc tường á, hoặc mình để ngoài thì mình để ép vào góc tường, hai cây như thế này rất là tiện ích. Một cặp tủ này nha, hai cây em giao luôn giá là 48 triệu bao ship toàn quốc bà con mình luôn nha, hai cây nha, 48 triệu. Còn bà con mình lấy một cây lẻ thì bên em vẫn giao luôn với bà con mình luôn. Rồi, mã tiếp theo là số 10 là một cái đĩa nè. Một cái đĩa này là đĩa gốm biên hòa, tức là đám cưới chuột trên đường quê nha.
nó đang đi đám cưới gặp chú mèo chặn đầu á bà con mình xem. À, một cái tích thì gốm của này là gốm của Biên Hòa đó nha, Nam Bộ mình đó. Cái đường kính đĩa này em đo là 51, chiều cao của đĩa là khoảng 8 phân, rất là dày và nặng. Ở gốm Biên Hòa. Đó, hàng thì nói chung không nước bể hay tóc gió gì hết nha. Đó bà con mình xem mọc chuyện nè. Đó mọc lọ. Đĩa này giá em giao lưu là 2,2 triệu thôi nha bà con, 2,2 triệu đồng nha. Rồi mã tiếp theo thì em hai cái đĩa chanh nữa nè. À, gà trống gà mái giữ con nha. Ở gia đình gà bà con mình xem là khá đẹp luôn nha. Đó. Đường kính cái đĩa này là 40. Ở hàng này hàng cũ thôi, nó không cổ không xưa nha. Nhưng mà được cái hàng nó rất là đẹp, tượng trưng cho sự ấm no. Đó, từ xưa ấm no của gia đình nha. Ở gia đình gà em vô luôn mỗi một cái là 700.000. Đó, còn cái này là cái tích là bát tiên quá hải. Vẽ bà con mình xem nhìn rất là hồn nha, vẽ màu rất là đẹp. Kích thước đường kính cũng như nhau thôi. Đó, bà con mình xem 700.000 một cái như thế này thôi nha. Ở giá hữu nghị bà con mình luôn. Bao ship tặng nhà. Rồi mã kế tiếp số 12 nè. Em có một cặp thống đó nha. Đó, cặp thống mà tàu nha bà con. Đó, vẽ như cái tích cho bà con mình xem nha, khá là đẹp luôn á. Chiều cao thống này em đo là 22, miệng đường kính 27 nha. À, bà con mình xem nha, khá là đẹp. Cái này là vẽ và khắc nổi luôn á, vừa vẽ vừa khắc luôn. Đây bà con mình xem nha, hàng này nói chung cũng 30-40 năm trở lên đó nha. Lầm tích không nứt bể tóc gió gì hết. Chôn nhìn rất là già. Em giao lưu cái cặp thống này cho bà con mình giá là 2,8 triệu một đôi. Đó, 2,8 triệu thôi nha một cặp. Tiếp theo số 13 này em có một cặp đôn. Đôn này đôn gỗ hương nha bà con. Đó, rất là dày nha. Mình về mình kê như những cái bình hoặc cái thống á, hoặc những bình hoa chậu hoa rất đẹp. Chiều cao đôn này á, em đo lên tới là 15 thôi. Đường kính á, là phủ bì 18 nha. Lọt lòng 17 là mình những cái chôn đế mình xài được rồi. Đó, rất là dày. Con mình xem mấy cái này rất là dày nha. Chân rất là dày, chân cẳng. Cặp này hai cái em giao lưu bà con mình là 1,100,000 thôi. Đó, 1,100,000 hai cái rồi nha. Mã tiếp theo là số 14 nè, em có một cái bình đựng trà nha, cổ gỗ nguyên khối, tích này là Trúc Lâm Thất Thiền. Chiều cao này em đo lên tới là 22, mặt đường kính là 14, và cái hoành này nè, lên tới của nó là 44 nha. Đó, khá là dày, khá là nặng luôn. Đó, cổ gỗ nguyên một khối này nó dày khoảng 2,5-3 phân. Đó, hộp này em giao lưu cho bà con mình là chỉ 2,8 triệu thôi nha bà con, 2,8 triệu nha, bao ship tặng nhà. Mã tiếp theo là em có một cái chậu ngũ sắc số 15. Đây bà con mình xem nha, cúc chia leo nha. Bên ngoài là vẽ hình những con cá rất là đẹp. Đó, chiều cao cái chậu này em đo là khoảng 16 thôi. Đường kính miệng lên tới 41 phủ bì. Chậu rất là đẹp nha. Mình về mình làm rửa tay, rửa mặt hoặc mình nuôi cá trồng hoa vẫn được nha. Đây, âm thanh bà con mình nghe giống như chuông đồng luôn. Đó, rất là vang, chôn đế đây nha. Chậu này em giao lưu với bà con mình có giá là 2,2 triệu bao có ship toàn quốc nha. Đó, hàng lành lặn liền lạc. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay. Đầu xưa Lê Nguyên chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Xin mến chào và hẹn gặp lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo nha bà con.